Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Như thường lệ, hôm nay là chiều cuối tuần của tại Hoa Kỳ mà cũng là sáng thứ bảy giờ của Việt Nam. Mình học chứng đạo ca nha. Hôm nay là kỳ thứ 40. Và chúng ta tiếp tục học cái bài thi ca mới là bài thứ 33 hay là đoạn thứ 33. Thưa chư huynh đệ, thì chúng ta cố gắng, nay là ngày 26 tháng 6. Mình ráng cố gắng xong mà ra cái mùa an cư là ra cái lễ Vu Lan á. Qua cái lễ Vu Lan xong thì chúng ta dứt cái tác phẩm chứng đạo ca này. Và như là kỳ trước tôi đã nói là huynh đệ mình đời này chỉ có thể học chứng đạo ca, kỳ này là kỳ cuối cùng. Kỳ cuối cùng là quá đủ, là tôi giảng kỳ này là mấy lần rồi. Và lần này là tôi giảng gọi là giảng trạch tân tu, coi như để chia sẻ với những vị huynh đệ Phật tử đạo hữu nào có cái duyên lành để nghe được cái liễu nghĩa của kinh, mà ở đây là thuộc cái tác phẩm thi ca, hay nói khác hơn nó như giống như là luận, nhưng mà nó gom tóm ý rất nhiều cái ý pháp của kinh Đà Tạng Đại Thừa ở trong cái tác phẩm chứng đạo ca này. Thì các vị cũng biết rằng nghe cái danh từ chứng đạo có nhiều người hiểu lầm, nói rằng mình bài đặt tu có cái kiểu chứng này chứng kia. Thật sự không phải, mình biết chứng đạo đây có nghĩa là mình hiểu biết một cách rõ ràng về cái đạo lý đó. Rồi ca là thi ca, là cái sự hân hoan, cái sự vui mừng trình bày lại cái sự tâm đắc, cái sự hiểu biết của mình về giáo lý của Phật môn. Vì vậy mà mới kết tập lại thành gọi là chứng đạo ca. Thì tôi có một lần đã giới thiệu, thật ra thì cái tác phẩm này Ngài Huyền Giác nói ra, nhưng mà cái công dày công kết tập lại đó là một người sư tỷ hay là một người chị ruột của Thiền sư Huyền Giác. Nếu như chúng ta không lầm thì với Thiền sư Huyền Giác xưa kia, có lẽ là Ngài khi Ngài hiểu được đạo lý rồi thì cái chuyện đến đi của cuộc đời và cái chuyện để lại bất cứ cái tác phẩm nào dường như Ngài cũng không quan trọng. Có những con người thích để lại cho cuộc đời những cái gì đó, nhưng cũng có những người họ cũng không muốn để lại cái gì cho trần đời. Vì nền giáo lý đạo Phật hay là lời của dạy của Đức Phật thì thường thường các vị liễu đạo người ta quan niệm rằng nó giống như bóng nhạn bay ngang cái dòng sông vậy đó. Khi mà bay ngang cái nước trong thì nhãn lưu dấu, mà bay ngang qua cái khúc sông đó rồi thì nhãn cũng không hề lưu dấu, mà nước cũng không hề lưu ấn chi. Bởi vì cho nên các huynh đệ thấy cái sự tu hành của chúng ta, cái sự học đạo chúng ta đó, các vị phải cố gắng. Nó có những cái cơ hội mà các vị biết rằng nhiều vị trình bày, nhiều vị giảng dạy, dầu thời cuộc nào đi chăng nữa thì cũng có những vị thầy để truyền thụ cái giáo pháp tùy theo cái chủng tánh mà mấy thầy phải phương tiện dìu dắt. Và cái bài hôm nay nó có nói vấn đề ngũ tánh đó. Tôi xin đọc phần phiên âm: Chấn pháp lôi kích pháp cổ, bố từ vân hề sái cam lộ. Long tượng xúc đạp nhuận vô biên,
tam thừa ngũ tánh giai tỉnh ngộ. Chấn pháp lôi kích pháp cổ có nghĩa là đánh cái coi như là đánh cái hồi trống. Và kích pháp cổ là thúc giục, đánh mà đánh một cái liên hồi thúc giục. Bố từ văn hề sái cam lộ. Bố từ văn, chữ bố là búa, từ văn là mây từ, hề sái cam lộ là rải, cam lộ là mát, là ngon ngọt. Búa cái mây từ rải mát khắp nơi. Long tượng xúc đạp nhuận vô biên, tam thừa ngũ tánh giai tỉnh ngộ. Nhuận ăn sâu làm long tượng cho người, hàng ngũ tánh tam thừa nhờ gương mà tỉnh ngộ. Cái bài này thì vừa nói về pháp của Đức Phật dạy, vừa nói về cái nhiệm vụ của người đệ tử Phật tuyên truyền chánh pháp. Như vậy người học đạo và người chứng đạo phải quảng tuyên truyền bá chánh pháp, đó là nhiệm vụ cao cả. Mà muốn được như vậy thì phải tu giới định tuệ để hoàn thành tự giác, gọi là chấn pháp lôi. Chấn pháp lôi. Cái người xưa đó thường dùng cái trống pháp để tập hợp hay báo thức mọi người. Thì người nói chánh pháp cũng giống như người thúc trống, đánh trống. Tùy theo nhân duyên, thời điểm mà đánh trống gọi là kích pháp cổ. Thưa chư huynh đệ, thì đó là cái vai trò, cái trách nhiệm của cái người đệ tử Như Lai là phải học đạo, chứng đạo và truyền đạo. Chỉ có nhiệm vụ cao cả đó là người đệ tử Như Lai hay là người trưởng tử Như Lai hay là người đạo sĩ phải nhớ ghi và áp dụng trong cuộc sống của mình tu tập. Học đạo, chứng đạo và truyền đạo. Nhưng học đạo như thế nào, chứng đạo như thế nào và truyền đạo như thế nào thì phải học cho được chánh pháp, hiểu được chánh pháp, sống như chánh pháp và truyền bá chánh pháp. Chỉ có làm được điều này thì mới đền ơn được Tam Bảo, đền ơn được Đàn Na Thí Chủ, gọi là tứ trọng ơn. Mà muốn học đạo, học chánh pháp, sống theo chánh pháp, truyền bá chánh pháp được thì cái người đệ tử Phật phải tu cho rồi, gọi là giới định tuệ. Khi mà có giới, có định, có tuệ thì hoàn thành được cái tinh thần tự giác, gọi là chấn pháp lôi. Người tu mà không giới, không định, không tuệ thì coi như người đó chưa có hoàn thành tự giác. Mà một vị Phật thì các vị đã nghe rồi, đó là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Đó là công đức của một vị Phật. Còn công đức của một vị Bồ Tát đó là tự độ, độ tha, tự giác, giác tha, theo cái cách dịch của Pháp Sư Huyền Trang. Như vậy, công đức tu tập của một vị Bồ Tát thì phải tự giác, giác tha, tự độ, độ tha, tự giác, giác tha. Còn công đức tu tập để thành tựu quả vị Phật là phải tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Nếu như mình không có giới định tuệ thì mình chưa có hoàn thành được cái tinh thần tự giác của chính mình. Như vậy dầu tu pháp môn gì, dầu là Tịnh Tông hay là Mật Tông hay là Pháp Hoa Tông hay là Thiền Tông, tất cả tu pháp môn gì cũng không ngoài ba cái môn vô lậu học, đó là giới, là định, là tuệ. Giới là cái hàng rào
để cho chúng ta đừng lọt vào cái ác pháp. Giới là cái hàng rào để cho chúng ta đi đúng trong con đường thiện pháp. Giới là cái điều để cho chúng ta làm lợi lạc cho hữu tình thì gọi là giới, hay còn gọi là nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ít hữu tình giới. Nếu con người tu có giới thì mới nảy sinh ra định. Giới là nhân để đưa ra định, rồi định là nhân để phát sinh ra trí tuệ. Ba cái giới định tuệ này là gọi là tam vô lậu học, là ba cái món học mà không hề rơi rớt lọt vô trong cái cảnh khổ đau nữa. Thì đó, thì như vậy để hoàn thành được cái tinh thần tự giác thì gọi là chấn pháp lôi. Khi mà người tu có giới, có định, có tuệ thì người đó mới đủ cái khả năng kích pháp cổ, kích là thúc dục cái hồi trống. Chứ nhớ là các vị nên nhớ, chánh pháp lôi kích pháp cổ, rồi cái người đó cầm cái chuôi trống, cầm cái đánh trống mà giống mạnh cái hồi trống để thúc dục mọi người đang say mơ mộng mị trong đêm đen của trần thế, trong phiền não nhiễm ô. Như vậy cái người mà chấn pháp rồi kích pháp cổ đó, thì người đó như tôi nhắc lại là phải học chánh pháp. Mà học chánh pháp không ngoài giới định tuệ, rồi sống với giới định tuệ, rồi quán tiên cái giới định tuệ, có nghĩa là sống đúng với chánh pháp. Thuyết pháp phải đúng chánh pháp và đem lại sự lợi ích thật sự. Nếu không đem lại sự lợi ích an lạc cho chúng sanh thì chánh pháp đó chưa phải là chánh pháp. Như ngày hôm qua tôi có chia sẻ về chánh pháp và tà pháp. Chánh pháp là pháp đúng, đi đúng con đường, đem lại sự lợi lạc cho người, cho mình. Các huynh đệ để ý cái lời Phật dạy, chúng ta thực hành đúng, chúng ta tự thân có an lạc. Mà tự thân mình có an lạc, mình sẽ làm cho người thân của mình an lạc. Có người mà hành đúng chánh pháp rồi, thưa huynh đệ, không có sợ cái chi. Đời người, cái lo âu nhất là cái chết mà cái người đã học Phật rồi, hành theo lời Phật dạy và hiểu được cái sự thật của các pháp rồi, thì hỏi huynh đệ còn cái gì nữa đâu mà ta phải lo âu, ta phải sợ hãi. Cái điều mà ai cũng phải đi ngang qua và ai cũng hãi hùng đó là cái chết. Cái chết là cái mà ai cũng xưa nay cũng lo âu sợ hãi, mà người đệ tử Phật cái đó không sợ thì còn sợ cái gì trên cuộc đời này? Hỏi các vị, những cái gì, cái tiếng giọng huyễn càn, giọng bưng bít, nịnh bợ, tán dương, nó có thật chăng? Nó có đem lại sự lợi ích cho người được tán dương, được bưng bít chăng? Chứ không. Nếu như người còn một cái tánh khí phàm phu thì thích những cái tiếng giọng huyễn càn, nịnh bợ, tán dương, bưng bít để làm cái niềm vui tấn tới một cái lý tưởng nào đó. Còn nếu như cái người đã thâm sâu hiểu được đạo lý, hiểu được chánh pháp rồi thì cái tiếng khen kia nó hoàn toàn là giả huyền. Thì ngược có lời khen là lời chê. Lời chê có đúng thật chăng? Cũng thưa không đúng thật.
Cho nên tôi thường hay nhắc cho Phật tử những cái bài giảng những năm về trước tôi nói rất mạnh. Mình sanh ra cuộc đời chắc chắn không bao giờ vừa lòng hết mọi người. Dầu là các vị cố gắng, dầu sống cố gắng, sống dè dặt, sống có tốt cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà cũng có đối thủ. Đừng ai nói rằng cuộc đời tôi không hề làm cho ai oán hờn, không hề làm cho ai buồn vui, không có. Dầu cho các vị sống có tươi đẹp, sống có đạo đức, sống có tốt cỡ gì đi chăng nữa thì cũng có đối thủ. Nó mới ra thế giới loài người, nó mới ra được cái cuộc đời là như vậy. Mà những đối thủ với mình thì người đã tới Phật mình phải nhìn coi những đối thủ đó là ai. Những đối thủ đó là ai? Thí dụ bây giờ tôi nói bản thân tôi, các huynh đệ đang học Pháp với tôi, các huynh đệ thấy rằng hiện giờ, bây giờ là đỡ rồi đó kìa, bây giờ đỡ rồi đó. Chứ còn những năm trước là coi như là tôi là tứ bề thọ địch, thập phương thọ địch. Nhưng mà các vị ngồi nghiệm lại coi, nhớ lại coi, hồi xưa ông thầy tài này, đối thủ của ông là ai? Những người ghét ông, nói xấu ông, chỉ trích ông, chà đạp ông là ai? Thành phần nào trong xã hội? Đó là tôi nói về bản thân tôi không nói tôi tốt, nhưng mà ý tôi nói vậy đó. Một người nào đó nói xấu ông thầy Thiện Tài, các vị đặt câu hỏi, người là ai? Lý do gì nói xấu? Thì người đó hết cách nói. Giả như nếu như trên cuộc đường hoằng quá của tôi mà tôi hướng dẫn cho các vị đi bậy, đi lạc đường, đi lầm lối, đi vào cái con đường mê tín dị đoan, huyễn hoặc quang đường, thì người ta chỉ trích, người ta nói, ồ, cái ông thầy đó, ông nói sai là đúng. Từ bấy giờ năm nay tôi luôn thúc giục cái hồi trống Pháp, không hề có một lời nào để nhắc nhở cho các vị, xúi dục các vị đi vào con đường tà thuyết. Đành rằng có những lúc tôi nói những lời rất mạnh dạn, rất nóng nảy, rất khó nghe, nhưng mà để thúc giục, kích cổ cho quý vị bừng tỉnh. Bởi vì tu hành phải biết rằng cái lời Phật dạy là lời đem lại sự lợi lạc cho người sống, lợi lạc cho chúng sanh. Theo đạo Phật có nghĩa là không sợ hãi, không lo âu, không phiền muộn. Còn nếu như chúng ta theo đạo Phật, chúng ta học giáo pháp nhà Phật mà chúng ta còn nghi ngờ, còn lo âu, còn phiền muộn thì coi như chúng ta chưa có đi đúng con đường của Phật dạy. Như tôi đã nói là cuộc đời con người, cái điểm cuối cùng một cái kiếp người hiện tại là chết mà ta không sợ thì mình sợ cái gì trên trần đời này? Khen chơi phải quấy, tốt xấu, thị phi, vinh nhục, không có cái chuyện gì thật hết. Vì vậy mà Thiền sư Vạn Hạnh nói rất rõ, các vị nhớ cái bài đó. Thanh như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn vật xuân quanh thu hữu khô, nhẫm vẫn thịnh si vô bố úy, thịnh si như lộ tháo đầu vô. Tôi thích hai câu sau đó. Xá chi suy thịnh cuộc đời, thịnh si như hạt xương rơi đầu cành. Cho nên các huynh đệ biết không, bây giờ tôi thực tập sáng nào cũng vậy. Tôi vừa thức giấc xong là tôi lật đật, tôi mở cái cửa sổ, tôi nhìn ra ngoài sân trước. Thấy ngoài sân nó đã ửng hồng, nó đã sáng rựng lên rồi đó. Thì tôi mở cánh cửa, bước ra, nhìn những cái hạt sương nó còn đọng ở trên chiếc lá.
nhìn thấy hạt sương động lên chiếc lá. Rồi bắt đầu tôi vô, tôi nấu một ấm nước sôi, pha bình trà, uống chưa hết ngụm trà thì bắt đầu ánh mặt trời, ánh thái dương nhô lên, chạy ra dòm, thì những hạt sương kia nó tan dần dần và nó rời khỏi chiếc lá. Cuộc đời là vậy, như hạt sương rơi đầu cành. Nhất là cái giai đoạn của chúng ta trong cái thời thế bây giờ, bất cứ ở đâu thì chúng ta thấy cái chuyện tử sanh nó hòm chực. Ở Mỹ thì các huynh đệ thấy là bây giờ không biết cái con corona nó đang ngự ở đâu, mà Cali là đứng số 1 của 50 tiểu bang của Mỹ, rồi tới Texas, rồi tới Florida, rồi tới North Carolina, vân vân. Coi như là cái mạng người chỉ nằm trên con vi trùng đang hòm chật, mạng người đang đón rước mà không biết đón rước lúc nào. Ngày một tăng chứ không có giảm. Nước lớn nữa đó là Trung Hoa lục địa thì bây giờ hồi hộp, sợ cái đập Tam Hiệp không biết nó vỡ lúc nào. Mà nó vỡ đập Tam Hiệp ra thì 600 triệu dân phải chìm trong cái đập Tam Hiệp đó, biển nước đó. Ở Việt Nam thì bây giờ đường xá xe cộ, sáng các vị cầm chiếc xe tay ga đi làm, tới buổi chiều bước chân dựng chiếc xe vào vô nhà mới biết rằng ngày đó mình còn sống. Nơi đâu và nơi đâu đều luôn luôn trực hờ vô thường. Chưa kể cả những ngọn gió đưa tới làm mà chúng ta có thể ngã quỵ ra mà chết. Chưa kể cả những cái dòng máu không lên được tới não, đứt mạch máu não mà chết. Chưa kể cả tim không nhận được máu cho nên nhịp tim ngừng đập mà chết. Tất cả cái sự chết nó luôn hòm chật tới với chúng sanh này. Thì các huynh đệ nghĩ coi, các huynh đệ ngồi đó chi mà để thị phi hơn thua phải quấy. Đáng thương cha, đáng thương những người mà vùi đầu trong sự vô minh, vùi đầu trong những cái lo âu hồi hộp bởi những cái danh vọng, bởi những cái thị phi nhân ngã. Cho nên tôi nghĩ như vậy, cho nên tôi sống rất là vui các vị. Vui có nghĩa là vui với mỗi ngày, vui với nhịp bước chân đi của mình, vui với cái sự sống có mặt của mình, ngày nào vui ngày đó. Nhưng tôi ngày nào cũng nói những cái điều của người xưa, của người trước, nói tuy rằng nói ba hồi, nói tứ lung tung vậy, nhưng mà đều nhớ cái hành trạng người xưa và nhớ lại những lời của Phật, của tổ tiên nhắc nhở cho quý vị. Đó là ngày nào tôi cũng vui như vậy. Rồi những cái buổi giảng pháp như thế này, thành ra cái niềm vui của người đệ tử Phật, cái người học đạo, người quán tiên chánh pháp, vui với cái nhiệm vụ cao cả đó. Và bản thân mình luôn tu giới, tu định và tu huệ. Nếu được như vậy thì cái sự lợi lạc kia, cái chánh pháp kia đem lại cho người gọi là bố từ vân. Chữ bố là trang rãi, bủa văn, vân là mây từ. Bố từ vân hề sái cam lộ.
Ở đây thiền sư dùng cái từ cam lộ, chữ cam lộ là cái tâm tươi mát. Thường Bồ Tát Quan Âm cầm cái bình cam lộ là biểu trưng cho cái tâm tươi mát. Mà cái bình đó Bồ Tát Quan Âm cầm có chỗ thì là cái hình tượng cầm đưa cái bình cam lộ nước chảy xuống, có nghĩa là rưới mát, bởi vì chúng sanh trên trần thế này nhiều cái nóng bức quá, nóng bức bởi tham, nóng bức bởi sân, nóng bức bởi si, nóng bức bởi ngã mạn, nóng bức bởi nghi ngờ, nóng bức bởi ác kiến, nóng bức đủ thứ kiểu nóng bức, cho nên buộc lòng phải có cái nước cam lộ đó rưới cho nó tắt cái lửa, cái lửa lòng, cái lửa dục, cái lửa ác kiến của chúng sanh trong trần thế. Còn có cảnh thì làm Bồ Tát Quan Âm cầm cái bình cam lộ và một tay cầm cái nhành dương. Thì bây giờ cái bình cam lộ này không trút xuống mà lấy cái nhành dương nhúng mà rải. Cho nên mới có câu là Nam Mô Thanh Tịnh Bình Thùy Dương Liễu, Quan Âm Như Lai Cam Lồ Sái Tâm Nguyện. Chữ lồ hay chữ lộ gì cũng một nghĩa, là tươi mát, là ngon ngọt. Cho nên bố từ vân hề sái cam lộ, mấy từ rồi những cái giọt tươi mát, cái tâm tươi mát nữa thì là vị ngon ngọt. Ấy là công đức của hạnh của việc hoằng pháp lợi sanh. Việc hoằng pháp lợi cho chúng sanh thì gọi là lợi tha. Cái việc tu hành có giới, có định, có tuệ, được tự giác thì gọi là lợi ích cho mình. Rồi đem cái tinh thần cam lộ chánh pháp đó bủa dân hướng dẫn cho người thì giới tinh thần đó gọi là lợi tha. Pháp đó ra để cho có đức tin và phải hướng về tâm của chính mình. Còn nếu như pháp mà nói ra mà để cho người ta hướng ngoại, không có khả năng hướng về tâm mình thì đó là tà pháp, hay còn gọi là phi pháp. Như vậy cái pháp của Phật nói ra để cho con người có đức tin. Mà đức tin gì? Đức tin đây là bằng cái tự tin về chính mình, tự tin khả năng của chính mình, chuyển vời cái ý thức sanh diệt bồng bềnh của mình trở về với cái tâm Phật bất động của chính mình, thì đó là chánh pháp. Còn mình nói cái gì mà để cho con người hướng ra bên ngoài, để mong chờ, để trông đợi tha nhân, thần thánh, huyễn hoặc, hoang đường, thì đó là tà pháp, đó là phi chánh pháp. Chánh pháp là phải thấm nhuần, mát mẻ cho nhân sinh, tùy theo căn cơ và chủng tánh, để khóa độ cho họ vào đạo, đó là đúng chân lý, là điểm cao tổ cần phải đạt cho người truyền thừa Phật giáo. Đạo Phật có dùng chữ long tượng, nhuận ân sâu long tượng cho người, long tượng xúc đạp nhuận vô biên. Long tượng có nghĩa là nói lên cái người mà đã huyên thâm Phật pháp và chánh pháp thì gọi là long tượng. Thí dụ như các vị là Phật tử thuần cái đạo mà thường hay dùng cái danh từ của đạo đó, thì nói dạ con cầu chúc cho thầy hay là cho thượng tọa hay cho hòa thượng, là bậc long tượng trong trời người. Long tượng là cái người huyên thâm Phật pháp và cái người nói được cái tiếng chánh pháp thì mới gọi là bậc long tượng. Long tượng là người có trí tuệ, người có đạo đức và có sự giải thoát giác ngộ hơn người thường thì mới gọi là long tượng.
Chứ mình đừng có tưởng đâu cái ông nào đó tu cạo đầu mấy chục năm ngồi một đống đó để cho người ta lại tưởng đâu đó là long tượng, quá cái bậc long tượng hay nó còn nói chung là cái bậc đống lương, là cái con người rường cột che chở được thì gọi là bậc long tượng. Hôm học cái bài, những cái bài học đầu tiên đó, các chị nhớ có học cái chữ hương tượng đó. Bữa nay tổ nói chữ long tượng. Long tượng, giả tượng, bạch tượng, hương tượng. Có bốn loại voi. Đức Như Lai Thế Tôn khi là vị Bồ Tát Hộ Minh ở trên cõi trời Đấu Xuất giáng xuống nhân gian thọ thai trong trong dòng họ cung Ca Tỳ La Vệ đó, thì cái điềm báo cho Hoàng hậu Ma Gia nằm mộng thấy con bạch tượng. Bạch tượng là con voi trắng, voi trắng 6 ngà, ít nhất là người đệ tử Như Lai, cái người xuất gia, người đạo sĩ phải là con long tượng. Dầu long tượng, các vị thấy con voi, bây giờ con voi thường, nói thẳng là con long tượng là con voi thường. Tuy con voi nó đi nhẹ nhàng, nó đi mình thấy như chậm chạp vậy chứ những con thú khác chạy theo con voi không kịp. Vậy đó mà cái bước đi, bởi vì bước đi con voi nó rất là dài. Mình thấy nó bước đi nhẹ nhàng, nó bước đi huyển chuyển như vậy, nhưng mà tại vì cái bước nó đi dài. Các loài thú khác chạy theo con voi chạy không kịp. Vì vậy mà Tổ sư Huyền Giác dùng cái danh từ là long tượng nhuận vô biên. Gọi là long tượng xúc đạp nhuận vô biên. Cái sức mạnh của con giả tượng, 30 con long tượng thì bằng sức mạnh của con giả tượng. 30 con bạch ba 30 con bạch tượng cái 30 con long tượng thì bằng sức mạnh của con giả tượng. 30 con giả tượng thì sức mạnh bằng một con bạch tượng. 30 con bạch tượng thì sức mạnh bằng con hương tượng. Cái này là tôi giải thích rất rõ cái bài mà cái bài gì mà hôm rồi tôi có giải thích, các vị tìm lại nghe, nói về con hương tượng. Cái bài đó là tên là Sư Tử Hống Vô Ý Thiết, Bách Thú Văn Chi Giai Não Liệt, Hương Tượng Bôn Ba Thất Khước Uy, Thiên Long Tịch Thính Sanh Hân Diệt. Cái bài đó thì Tổ sư Quyền Giác dùng cái danh từ hương tượng, nhưng mà tới cái bài này thì dùng lại con long tượng. Bởi vì lúc đó Tổ sư Quyền Giác phải muốn nói là cái tiếng chánh pháp, cái tiếng của sư tử, gọi là sư tử hống vô ý thiết. Cái tiếng rống của sư tử là cái tiếng mà không hề sợ hãi một ai. Đã không sợ hãi một ai mà cái tiếng gầm, tiếng rống của sư tử gọi là hương tượng bôn ba thất khước huy. Con voi hương tượng đó, con hương tượng đó mà chạy 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 bôn ba chạy cong đuôi. Đấy rồi. Rồi rồi rồi, còn huống chi là bách thú văn chi giai não liệt. Chuyên môn thượng cầm hạ thú, nghe tiếng sư tử rống lên là coi như hoảng sợ la té tung trời. Còn hương tượng thì bôn ba thất khước uy, thiên long tịch thính sanh hân diệt. Trời rồng mà còn còn lặn núp mà tán dương mà sanh cái lòng hoan hỷ. Trời, cái bài tuyệt vời. Lúc đó thì Thiền sư Huyền Giác nói về con hương tượng, mà bữa nay thì bởi bữa nay nó
nói về cái người đạo sĩ mà người quán tuyên chánh pháp thì ít nhất cũng phải làm con long tượng và con voi đi từ tốn, đi có vẻ như là nhàn nhã tự tại thông dong, vậy mà bước đi của voi bao nhiêu loài thú khác chạy theo không kịp. Đó, ý nói nội dung là nó đặc biệt vậy đó, cho nên gọi là chấn pháp lôi, kích pháp cổ, bố từ vân hề, sái cam lộ, long tượng xuất đạp nhũng vô biên, tam thừa ngũ tánh giai tỉnh ngộ. À, cái chỗ này rắc rối nè, cái chỗ rắc rối là tam thừa ngũ tánh giai tỉnh ngộ nè. Chỗ này bắt đầu nó dính vô cái phần rắc rối là nó dính vô cái gọi là pháp số Phật học. Thành ra tôi nói mấy thầy trẻ hay là mấy thầy mà ngang cơ với tôi thì đừng có nói tôi cà chớn cà cháo. Tôi nói mấy thầy mà tu theo Phật giáo Đại Thừa mà quý thầy mà không thuộc từ 400 pháp số Phật học trở lên thì mấy thầy học có giảng kinh Đại Thừa cũng khỉ khô gì được hết trơn á. Có soàn soàn lắm cũng phải thuộc 200 pháp số Phật học. Nhưng mà trung bình muốn làm giảng sư là phải ít nhất phải nhớ 400 pháp số Phật học. Tôi thường nói thẳng vậy đó hà. Mà mấy thầy nào mà nghe mà nói tôi chảnh hay nói tôi là cà chớn hay là cà cháo gì thì kệ mấy thầy, với tôi thì tôi nói thẳng, học Phật pháp, pháp sư Đại Thừa mà không rành pháp số Phật học thì không có giảng được Đại Thừa. Đã chẳng những phải nằm lòng từ 400 pháp số Phật học trở lên thì mới gọi là ông pháp sư. Còn 200 pháp số Phật học thì cho là giảng sư thôi. Rồi phải đọc hiểu tóm ý được ít nhất là 200 câu chuyện trong kinh A Hàm. Và phải tìm hiểu đọc Đông Tây Kim Cổ, phải 200 câu chuyện của Đông Tây Kim Cổ nữa thì coi như là làm pháp sư rất là dễ dàng. Còn mà học ba mớ để lấy những cái tâm lý, những cái khoa học hiện đại mà đem lên mà vũ khí thiên hạ thì nó được giai đoạn. Tôi nói đây không phải có ý là tôi nói tôi giỏi, tôi thật sự tôi là dốt đặc. Tôi bây giờ là người nhà quê á. Tôi là bây giờ thuộc là nhà quê đó. Nhưng mà tôi nói gì đặng tôi chia sẻ, tôi nhắc nhở cho những huynh đệ ngang tầm với tôi, cũng như các đàn em sau này. Cho nên là sáng mà ngồi mà nói chuyện vụ phong trào chấn hưng Phật giáo. Tại sao ngày xưa cụ tổ Lê Khánh Hòa vào năm Bính Thìn 1926 cụ phát khởi cái phong trào chấn hưng Phật giáo? Năm Ất Giáp Thìn gì chứ, xin lỗi không biết cái gì Thìn đó. Năm Bính Thìn 1926 cho tới năm Tỵ gì đó 1900 rồi tới năm 1929. Năm 28 cụ mới đi vận động mà vận động không có thành công. Cho tới năm 29 thì mới được một số chư tôn đức cùng với tổ Khánh Anh, cùng với tổ Huệ Quang để mà ở Sài Gòn Chợ Lớn thì có sư Thiện Chiếu vân vân để gọi là chấn hưng Phật giáo. Tại sao gọi là chấn hưng Phật giáo? Tại vì cái thời đó coi như là Phật giáo nó suy tàn, mà như tôi đã thường nói là thời đó với thầy mình một tay dẫn vợ một tay bồng con. Cái thời đó Phật giáo nó không còn cái gì gọi là Phật giáo. Thậm chí quý thầy mà Sa Môn Thích Tử mà còn không biết cái ông giáo chủ ra làm sao. Ông giáo chủ của Đạo Phật là ai?
Phật tử vô chùa, thậm chí A Di Đà Phật thôi chứ cũng không biết ông Phật Di Đà là ai, không biết ông Phật ngồi trên bàn thờ đó là Phật gì, ai là người khai sinh đạo Phật, chẳng biết giáo lý đạo Phật là dạy cái gì nữa cơ. Cho nên đang tang thương đến nỗi qua tang thương đến nỗi qua cái gì đó mà tổ Khánh Hòa phải phát khởi, kích khởi cái phong trào chấn hưng Phật giáo, là để mong mỏi rằng kinh tạng của Phật giáo được dịch ra cái chữ quốc ngữ là một, phải hòa hợp chúng, có nghĩa là chư tăng phải coi như là có cái nề nếp, có cái học hỏi. Rồi cái thứ ba nữa là phải mở trường Phật học để mà hướng dẫn, truyền thụ cho chư tăng đủ căn bản để hướng dẫn lại cho Phật tử. Vậy mà tổ sư kích khởi cái phong trào chấn hưng Phật giáo, và cái điểm mơ ước đó bao nhiêu lần thất bại, thậm chí về tới Sài Gòn. Khi mà năm 1930 tổ muốn về Sài Gòn để mở trường rồi cũng không thành công, kéo dài cho tới năm 1934 để thành lập cái hội Lưỡng Xuyên Phật học tại Vĩnh Bình, giờ là Trà Vinh. Cho tới năm 1935 là cùng với tổ Huệ Quang, tổ Khánh Anh, ba cụ tổ này, tổ Pháp Hải, vân vân, mới mở cái khóa Phật học đầu tiên vào năm 1935, năm 34 chuẩn bị vào năm 35. Thì trong đó đào tạo thế hệ đầu tiên 30 vị, mà trong đó có tổ có Hòa Thượng Khánh Hòa, Hòa Thượng Thiện Hòa, Hòa Thượng Thiện Hoa, Hòa Thượng Hành Trụ, vân vân. Thì các vị biết rằng thời nào cũng có anh hùng, thời nào cũng có những bậc long tượng để giữ gìn cái mạng mạch đạo Pháp. Dầu là Phật giáo nó có những cái giai đoạn suy tột cùng, vì vậy mà nhắc nhở cho chư huynh đệ, đây là tôi cũng xin thưa thiệt, chứ bây giờ ngày mai là tôi thêm một tuổi đời nữa rồi. Hàng năm cứ ngày 7 tháng 5 âm lịch là tôi thêm một tuổi nữa, thì coi như ngày nó một về già rồi đó. Tôi cũng nói thật là chứ tôi không còn trẻ nữa, mỏi mòn rồi. Cho nên tôi cũng nói vậy, là ai có duyên, huynh đệ nào có duyên nghe được, nhớ phải làm bậc long tượng. Ở đây để nói rằng bây giờ tôi nhắc tới cái chữ mà hàng ngũ tánh tam thừa, à, gọi là tam thừa ngũ tánh giai tỉnh ngộ đấy. Ngũ tánh là năm loại chủng tánh. Chúng sanh vì cái nghiệp sai biệt cho nên có năm loại chủng tánh. Đành rằng nếu theo tinh thần Đại Thừa Phật Giáo thì nhất thiết chúng sanh giai khổ Phật tánh đều có đồng một, một tánh, đó là tánh Phật. Nhưng để chia sẻ biết rằng căn cơ nghiệp sai biệt nên mới có năm loại chủng tánh. Các vị nên nhớ có lần tôi đã giải thích rất rõ giữa chúng sanh và Phật chỉ cách có đường cơ tơ kẻ tóc mà thôi. Mê là chúng sanh, giác là Phật. Tuy nhiên nói thì nói như vậy, nó cách có đường tơ kẻ tóc như vậy, nhưng mà không phải trong một đời mà nhận biết điều đó. Cho nên ở đây tổ sư nhắc lại năm loại chủng tánh. Thứ nhất là phàm phu chủng tánh. Thứ hai là bất định chủng tánh. Thứ ba là ngoại đạo chủng tánh. Thứ tư là nhị thừa quyết định chủng tánh. Thứ năm là đại thừa chủng tánh. Đó là căn cứ theo nghiệp thức chúng sanh mà lập ra năm loại chủng tánh.
Tuy nhiên, cái thức tánh của loài hữu tình vẫn là như huyễn. Nếu chưa lên ngôi vị bất thối chuyển thì dù chủng tánh Bồ Tát mà không gặp thiện tri thức vẫn có thể bị cái duyên, bị cái cảnh làm biến đổi, phải bị sa đọa vào đa ba đường ác đạo như thường. Vậy thấy ghê chưa? Tôi xin nói trở lại. Theo căn cứ, theo nghiệp thức chúng sanh mà lọc ra năm loại chủng tánh. Tuy nhiên, thức tánh của loài hữu tình vẫn như huyễn. Nếu chưa lên ngôi vị bất thối chuyển thì dù có chủng tánh Bồ Tát mà không gặp bậc thiện tri thức hướng dẫn thì vẫn có thể bị cảnh duyên làm biến đổi, phải bị sa đọa vào ba đường ác đạo như thường. Cho nên người học Phật cần phải nghiên cứu kinh điển, gần gũi thầy lành, bạn tốt, phải xa lánh các nhiễm duyên, siêng năng dũng mãnh và y cứ theo chỗ văn tư tu trên con đường giải thoát giác ngộ thì mới có phần bảo đảm. Thôi, không cần học nhiều, bữa nay tạm thời nhiêu đó thôi, để dành ngày mai còn buổi nữa, phải không? Tuần mình hai buổi mà. Ngày mai giờ này chúng ta học lại năm chủng tánh và tam thừa. Bữa nay nói hơi khô khan, nay không có kể câu chuyện nào hết, là tại vì cái bài này nó nhiều cái ý cho nên nói nhiêu đó thôi. Ngày mai huynh đệ mình nhớ học ngũ chủng tánh và tam thừa giáo. Cảm ơn các vị lắng nghe, mong chia sẻ cho mọi người cùng nghe. Nam mô Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh.